Đã từ lâu chú Tư trong tốc chiến rất được anh em sủng ái bởi vì cái độ sát thương của chú gây ra, đặc biệt là cái 4444 của chú Tư đó. Quay chà, thì ngày hôm nay tôi sẽ cầm Zihin đi chung với lại là em Lắc XB. Và anh em đang xem clip có cần ạc với skin tốc chiến thì tôi có nha anh em ơi. Thank you anh em rất nhiều. So thank you. Và cái lúc này cuộc sống nó bon chen, mắt thì chưa kịp cắm, định đi xuống cắm mà mới cắm ra cái con gấu nó ra nó chơi mình đời. Quay chà, anh canh tôi hả anh hai? Nhanh chóng làm biện pháp cuối cùng, đó chính là choáng bằng chiêu 2. Cho nên trong cái tình huống đó mới thành là 1 đối 1 anh em à. Yeah sir. Bởi vì Zihin của chúng ta chỉ có 4 viên đạn mà thôi, mà sau khi bắn xong 4 viên đạn rồi mắc nạp đạn hơi bị lâu. Tình huống này lớp chói được SP bên kia, tôi cũng chiêu 2 và choáng em nó lại ném chiêu 1, cùng với đó là cái đòn thứ 4. Ấy vậy mà ăn nguyên cái ulti của Varus và tôi phải nằm xuống anh em à. Đó là double kill dành cho một người người gì? Dành cho Barret. Thế là người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ lại có mặt ở khu vực đường trên. Giờ chịu rồi, nào bắn nhanh hơn đó ăn thôi, chứ giờ mắc nộp đạn hơi lâu. Mày đợi lát nữa đi, anh lên được món này món kia anh vả cho mà coi. Quá hơn vả được KD, thế mà anh gấu anh lại xuất hiện. Ôi chà, bộ nhớ tụi anh hai. Thôi chịu rồi, thôi chịu rồi. Thì mình cứ farm vui vẻ thôi, để chờ đợi những cái giây phút như này đây. Mày không mày, mày đứng mày canh gì? Mày đứng mày dương cung cái gì? Và sau khi mà tôi lên xong cái súng hải tặc thì tem tôi nó có xu hướng là hơi bị đuối nha anh em ơi. Thế xuống đây tiếp một cái nha. Yes sir. Anh em chỉ cần giữ nó ở trong cái sân khấu tử thần thôi là tôi có thể đưa nó về Tây Phương rồi. Mấy cái này coi như là cơ bản thôi đó mỡ. Đi chơi vui vẻ được mạng cũng thơm. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại với cái đường thân thương của tôi, tóc biến ma thuật qua để tìm những người anh em thiện lành. Thế mà còn ai nữa đâu, bắt buộc là phải giao lưu với Sira thôi anh em à. Sân khấu tử thần đã được mở, một viên đầu tiên tiễn em về. Volibear lại xuất hiện, tôi dùng ngay kế số 14 trong 36 kế. Kế số 14 4 vô lằng. Cảm thấy sự đau đớn đó cho nên là anh ấy đã chạy đi. Oh my god. Wow, hộ choke, và đó là tiền đề để cho tôi ăn cái trụ tiếp theo thôi đó mà. Và sau khi hết cái sự kiện này thì tôi sẽ về lên cho mình một cây vô cực đảm bảo đau hơn. Lại có giao tranh và tôi sẽ đứng giữ khoảng cách. Khoảng cách, ok. Và tặng cho Volibear một viên thứ tư. Cây lo là lặc sản của ngộ đó. Lặc sản của ngộ là đây là tình huống ngàn sợi tóc để lên cái cân. Lilia xuất hiện thì tôi nghĩ là anh gấu này anh chuẩn bị buồn ngủ rồi đó. Chính xác là như vậy luôn. Thế là tôi lại tặng cho một viên để ngủ ngon hơn đó mà anh đã rớt đường trên, anh đẩy quá cao rồi anh em ơi, phải về giữ đường thôi. Hồ thú kê, sau bao năm tháng miệt mài thì tem tôi quyết định đi ra đường giữa mà on in vào cái đường giữa rồi anh em ơi. Thế được, thế được, no problem. Cố gắng rỉa và tránh đi những đòn sát thương không mong muốn, tôi sẽ đi lùi về sau để bật cho mình cái sân khấu tử thần lên. Một viên đạn có thể nói là đẹp vô cùng, tiễn nhẹ nhàng người anh em đang chạy. Double kill dành cho một người đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Là vậy, là tôi. Ồ thú khê, và cũng đến lúc mà tem tôi ăn con Baranasaur rồi anh em à. Và tem bên kia đang cố gắng để mà cướp. À không, nó ăn cái con gọi là con Blue. Ồ thú khê, và để phục vụ cho cái việc bắn đau hơn thì chúng ta sẽ lên cho mình một cái xuyên giáp nha anh em ơi. Còn trong tình huống này lại mở sân khấu lên cho anh em vui vẻ thôi đó mà. Nã nhẹ một viên vào người của Volibear khiến cho em nó phải ra đi. Và lúc này anh Darius, anh muốn làm cái gì tôi đây? Anh đang ngủ say rồi, xin một mạng nha. Vẫn còn Lucian ở đây, anh muốn làm gì tôi? Lại phải dùng kế số 14 trong 36 kế. Kế số 14 4 vô lằng, đưa nhẹ nhàng Lucian vào trạng thái tới nãy. Tiếp nối cái sự thành công đó thì tem tôi tiếp tục ăn con rồng băng luôn nha anh em ơi. Dạ yes, sơ con rồng băng này thì nó sẽ cho chúng ta về chỉ số hồi chiêu. Và nếu như anh em chưa biết thì khi anh em ăn đủ 3 con rồng thì anh em sẽ được hưởng cái linh hồn rồng đầu tiên. Đấy, nhưng mà giờ hình như mới 2 con à 3 con rồi, nhưng mà bên kia 1 con, bên tôi 2 con. Và anh em cũng có thể thấy là tôi đang đi đẩy trụ lén một mình à. Không, tôi ráng tôi lấy cái trụ này thôi, tôi về liền á, chứ nó ra đó anh em ơi. Thế lính trên cao quá tuyệt vời. À tem tôi là chỉ đẩy đường giữa thôi. Đây, những người anh em chơi liêm chính chính trực đi thẳng đường giữa luôn. Thì tôi sẽ góp vui bằng cái sân khấu tử thần, nhưng mà đợi nào đông đông đi tiễn lượt cho nó vui. Rồi giờ vui nè, mở luôn đó chứ ai, mở luôn, lấy được gọi là xương xương cái tóc biến của Lucian. Và sau đó em nó né quá né rồi. Ồ thế chịu rồi, thế chịu rồi. Lính cao hai đường đẩy trụ là tợ tuyệt vời luôn đâu không. Dạ sao chắc chắn là như vậy rồi anh em ơi. Bên kia chắc đang mong có kỳ tích xảy ra hay gì đó. Một đường được bể rồi. Chạm nhẹ vào Darius nè đó. Xong chạy. Cái bản ngọc tôi mang đó là tăng tốc pha nha anh em. Đánh vào người kẻ địch cái, xong cái có tăng tốc độ chạy đó. Cái mình chạy. Đây, thằng nào còn nửa cây máu là đi hết. À, thằng AD à.
bị chó với chúng tôi à. Sihin thì em nó có một cái sức mạnh vô cùng to lớn như vậy đó anh em à. Tiếp theo đó thì cứ bắn và chạy vòng vòng xung quanh thôi, đợi có kỳ tích. Rồi cứ si ra này bắn vào đồng hồ cát là kỳ kỳ với một kỳ tích nha. Mày chạy ha, chạy với chúng tôi à. Lucian thì không lo giữ nhà, đang làm gì đó phía sau đây? Làm gì đây? Anh muốn làm gì đây? Excuse me, you muốn cân tem sao? Ôi tôi quay lại, tôi giúp đỡ những người anh em thiên lành. Một viên này, hai viên này. Thì mà tính ra anh em cũng có thể thấy là Lucian mạnh phết đó chứ. Lấy thực giới mà kêu luôn mà. Tem tôi thì để muốn dễ dàng thắng hơn thì kêu là hãy ăn rồng và sau đó chúng ta sẽ chiến thắng dễ dàng hơn. Con rồng này mà tôi ăn nữa thì thôi, đẩy một cái cây máu của bên kia nó tàn hình. Nó tàn hình. Tôi ăn nhưng mà tôi chừa viên thứ tư cho ai đó này. Mày hả mày, mày hả mày. Tự nhiên cái mình mạnh, cái mình cảm giác như là tự tin vã. Tự tin vã luôn anh em à. Vẫn thấy một người chưa từ bỏ số phận, đó là Syra. Shipper kill rồi, Shipper kill rồi. Có Ben hay không? Có Ben hay không đây? Yes sir, tôi tóc biến qua tường. Lấy một cái qua ra kill. Anh Volibear chạy đất chạy, chạy đất chạy. Ê mày, mày đói hả mày? Ê, quay chà, vậy cái band của tôi đang ở đâu anh em? Cái band của tôi đang ở đâu? Ở nhà xe, cây đắng ngậm ngùi thế nhưng không nói được anh em ở. À nhưng mà không sao, anh em nếu thích tôi, thích video của tôi thì nhớ để lại cho tôi một đăng ký và like video nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. So thank you.